Và như hôm trước các bạn, đây là một chiếc xe Fuso Canter bị tình trạng đạp ga kịch đẹp, hết ga nhưng mà xe chỉ chạy được vòng tua máy khoảng 2.000 và tốc độ tối đa là khoảng 20 km/h các bạn, không thể lên được số 3 nha. Đây các bạn, đây là chiếc Fuso Canter đây, Canter 4.99 đời 2019 các bạn nhé. Đây một chiếc xe Euro 4 đời mới. Và các bạn nhìn thấy là xe trên audio thì mới có 26.000 cây số thôi. Đó, và các bạn thấy là cái xe này nó đang báo lỗi động cơ và bên mình đang tiến hành test lỗi này. Đó, bằng cái máy Gen 3 thì cái máy này nó đọc được cả dòng Fuso Canter các bạn nhé. Và xe nó báo hai cái lỗi, tuy nhiên là cái lỗi quan trọng nhất ở đây là nó đang báo cái Common Rail Racer có vấn đề nha, có nghĩa là hệ thống nhiên liệu nó đang có vấn đề đó, còn chính xác là bị cái nào thì chúng ta phải kiểm tra. Rồi. Và bạn có thể thấy là xe nó gõ kinh khủng không các bạn ha. Và bên mình sẽ tiến hành mở ra ha. Các bạn mình sẽ mở và bên mình kiểm tra nó xem là nó đảm bảo cái cảm biến ống reo á. Thì bây giờ bên mình sẽ mở cái ống reo ra để kiểm tra tín hiệu điện của cái cảm biến ống reo, và đồng thời kiểm tra xem cái cảm biến đó nó có bị hư hay không ha. Các bạn thấy là bên mình đang mở ra này, đó, mở từng cái giắc điện ra. Và các bạn có thể thấy rằng là cái dòng Fuso Canter này nó thiết kế rất là nhiều chi tiết các bạn nhé, rất là một giống như là một cái rừng vậy đó, nên là mỗi lần tháo rất là cực. Cái động cơ này chỉ có tháo hẳn nó ra bên ngoài thì mở nó dễ các bạn. Đấy là một cái thực tế các bạn. Đó, các bạn thấy là đây là cái ống ống gió này, và cũng là cái van EGR nó nằm trên đó luôn. Và các bạn nhìn này, cái đường gió lên nhớt rất là nhiều các bạn nha. Đấy đặc trưng của các cái dòng Euro 4 ha, nhớt vào đường gió nó rất là nhiều, do đó các bạn phải vệ sinh đường gió. Và đây là cái két làm mát của EGR, đó, cái khí trên cùng đó các bạn, két làm mát EGR nó rất là đặc biệt ha. À, cái ống gió của xe này thì rất là dơ, mặc dù là chạy có 26.000 cây thôi, nhưng thực tế cái xe này đã mua lại rồi các bạn. Và các bạn thấy là bên mình đang tiến hành đo các cái đường dây điện vào cảm biến ống reo của nó để xem nó có phải bị hư hỏng về phần điện hay không. Tuy nhiên là không có gì khác biệt bạn ha. Đó, các bạn thấy không, bên mình đang kiểm tra lại toàn bộ cái hệ thống dây điện từ hộp ECU đến cái cảm biến ống reo để xem là cái cảm biến này nó có phải bị hư hỏng hay không. Đây các bạn thấy họ bằng cầu chì chính của xe đó, đây là cái đường điện từ trên hộp ECU xuống đến cái cảm biến này các bạn thấy không, đo từng cái ngõ ngách một. Thì bên mình kiểm tra rất là kỹ lưỡng trước khi mà báo cho chủ xe, chứ không có phải là cứ thay bừa thay bãi được đâu các bạn. Tại vì bên mình đã xác định đã làm là phải làm hết bận cho khách hàng thì bên mình mới lấy tiền, chứ không có phải là cứ không biết rồi thay cái này thay cái kia, rồi rốt cuộc người thiệt thòi nhất vẫn là anh em khách hàng ha. Đây các bạn, đây cái cảm biến ống reo nó này đó, thì cái cảm biến này lúc mở ra nó rất là dơ các bạn nhé. Kiểm tra đường dây điện thì không bị đứt, mà thay cảm biến mới thì vẫn vậy nha các bạn, vẫn rất là gõ. Và bên mình sẽ tiến hành cảm tháo cái này gọi là cái van SCV nha các bạn. Cái van SCV là cái van định lượng nó nằm ở trên cái bơm cao áp á ha. Cái này đó các bạn thấy không, khi mà mở van SCV ra nhìn có gớm không các bạn, toàn là cặn. Thì 100% rằng là cái xe này nó bị hư hỏng rất nhiều thứ các bạn. Và cái van SCV này không sử dụng được nữa nha các bạn nha. Giá trị của cái van SCV này gần 7 triệu một cái hai anh em nha. Dơ như vậy thì không thể nào, nó đã hư rồi, nên là bên mình tháo ra như vậy các bạn. Đó,
hỏng hết rồi, không còn xài được nữa các bạn nha. Nó đã dơ như thế này thì chứng tỏ rằng là cái dầu của cái xe này cũng như là toàn bộ cái hệ thống nhiên liệu của nó là rất là dơ luôn. Kim phun bơm cái áp gì tiêu hết luôn. Đó các bạn thấy, đây là cái cảm biến này, đây là cái cảm biến ống reo. Thì hồi nãy mình có thay cái mới vô nhưng nó vẫn không được các bạn ha. Nó vẫn cứ bị tình trạng gõ và xe đạp ga không lên. Và đây mình đang tháo cái này là cái van hồi ha các bạn. Cái van hồi của cái ống reo thì các bạn thấy là cái van hồi này nó cũng rất là dơ này các bạn. Siêu nó các bạn sẽ nhìn là nó rất là dơ. Nói chung là toàn bộ hệ thống nhiên liệu của chiếc xe này cực kỳ dơ. Đó các bạn thấy không, nó dơ dữ không? Chỉ nhiêu đây thôi là đã không chịu, cái xe của bạn sẽ không chịu nổi. Và đương nhiên là sẽ đến kim phun. Đây các bạn nhìn là cái kim phun của cái dòng Fuso Canter mình đang tháo ra để mình cho nó lên máy để chạy nè các bạn. Đó, cả 4 cây nha các bạn nhé, test cả 4 cây luôn. Đấy, 3 cây và 1 cây trên cá, 4 cây. Và các bạn nhìn này, một màn hình đỏ rực ha. Điều này chứng tỏ là kim phun đã hư rồi, không còn sử dụng được nữa và phải phục hồi lại hoặc là thay kim phun mới. Và đó là kiểm tra các cái cảm biến. Và bây giờ chúng ta sẽ xem cái bình dầu của cái xe này nó như thế nào nha các bạn. Đây các bạn thấy rằng là dầu rất là dơ luôn nha. Và điều đặc biệt là anh khách hàng này đang xài một cái lọc dầu lô ha. Cái lọc dầu này thì nó có trăm mấy chục ngàn thôi. Đó các bạn nhìn này, dầu của anh rất là dơ luôn nha các bạn. Xui cho anh này là anh mua xe cũ về nhưng anh lại không dọn lại. Anh cứ thế anh chạy luôn. Và thậm chí là anh không có biết bảo dưỡng xe luôn. Và các bạn nhìn cái dầu này, nó vừa vàng mà nó vừa dơ nữa. Đây các bạn nhìn hai cái lọc dầu nha. Thì hôm nay mình sẽ phân biệt cho các bạn. Cái lọc dầu bên phải nó có chữ Mitsubishi, đó là lọc dầu chính hãng nha. Nó gần 1 triệu ha, một cái. Trong khi đó cái lọc dầu lô nó chỉ có hơn 100 ngàn một cái thôi. Đó các bạn thấy không. Và bây giờ bên mình sẽ tiến hành xúc bình dầu ha. Thì cái dọc bình dầu dơ quá rồi, phải xúc thôi các bạn. Và đây là cái cảm biến đo gió cũng như là van EGR, nó nằm trên một cái bộ phận luôn các bạn ha. Và đây là cái van EGR của nó rất là dơ. Đây cái họng gió của nó này các bạn nhìn này, xe mới chạy có 20 mấy ngàn cây thôi mà cái họng gió nó rất là dơ. Đó là lý do vì sao mà các bạn cần, đối với các dòng Euro 4 á, các bạn cần phải vệ sinh cái họng gió của nó định kỳ khoảng 50.000 cây, hoặc là trễ lắm thì khoảng 100.000 cây là các bạn phải vệ sinh rồi. Nhưng riêng những cái dòng Kia là phải vệ sinh sớm. Đây các bạn nhìn này, cái đây là cái két làm mát ha của cái van EGR. Các bạn dùng D30 để các bạn vệ sinh nó lại ha. Đó, các bạn thấy bên mình đang gắn cái bình dầu lên sau khi đã vệ sinh xong. Đây là cái quá trình bên mình làm và bên mình sẽ quay lại cho các bạn xem lại ha. Đó là một cảm quá trình dài rất là lâu ha. Làm từ sáng đến chiều tối luôn các bạn. Đó các bạn thấy gắn cái lọc dầu này. Gắn cái lọc dầu. Đó. Và cái lọc dầu này nó có cái cảm biến tách nước trong dầu các bạn thấy không? Đó, sau đó các bạn siết chặt lại. Và đây là cái chân đế của cái cảm biến, và các bạn cần phải vệ sinh sạch ha, chân đế của cái kim phun. Nếu không các bạn không vệ sinh sạch thì kim phun là ban liền các bạn nha. Gắn vừa mới làm xong gắn vô là hư luôn nha. Và các bạn thấy là bên mình đang gắn 4 cái kim này vô ha. Cái kim này nó không hề rẻ tiền đâu các bạn nha. Kim của dòng Fuso rất mắc tiền. Mình cũng không dám mua kim mới đâu, kim này chỉ phục hồi lại thôi. Thì 4 cây phục hồi hết tầm hơn 15 triệu các bạn nha. Đó, và đây là cái ống reo, bên mình đang gắn cái ống reo vô. Thì cái chiếc xe này nó bị hư kim phun và hư luôn cả cái bơm, cảm biến, cái van SCV ha. Cảm biến ống reo thì vẫn còn đo tín hiệu thì vẫn còn tốt ha. Van SCV của nó hư rồi. Và cái van SCV này các bạn mua mới hình như đâu đó nó khoảng 7 triệu ha.
Như vậy thì cái xe này sửa sơ sơ là các bạn thấy hết 22 triệu rồi. Đó. Đây là cái bên mình đang gắn cái hệ thống tuần hoàn khí thải EGR lại trên cái chiếc xe này. Đó. Cái xe này làm rất là cực nha các bạn, làm rất là cực bởi vì nó quá nhiều chi tiết nên là cái tiền công khi mà tháo ráp rất là cao nha các bạn. Và cái xe này mình nói các bạn là làm 3 ngày đó nha các bạn, chứ không phải đơn giản đâu. Và đây là cái giai đoạn xả gió nha các bạn. Và sau khi xả gió xong là chúng ta sẽ thêm lại tất cả các thông số động cơ để xem nó đạt chưa, để chuẩn bị giao xe cho khách. Và các bạn thấy động cơ này chạy rất êm không, sau khi sửa xong nha. Và anh em xem qua một cái video mà bên mình đã sửa một chiếc Fuso Canter 2019 và xe còn rất là mới chạy được có hơn 26.000 cây rồi. Nhưng mà cái xe này thì mình không biết là có tua hay không, nhưng mà các bạn có thấy thể thấy rằng là dù có tua hay không thì xe vẫn còn trong tình trạng rất là mới ha. Rất là tiếc rằng là một chiếc xe mới như vậy, một chiếc xe rất là mắc tiền như vậy, bởi vì các bạn biết Fuso Canter để mà làm bánh trên đường là nó phải ngoài 600 triệu các bạn ha. Trong khi đó những cái chiếc Kia Hyundai thì các bạn thấy rằng những cái xe này nó chỉ dao động chỉ khoảng 400 thôi, ngoài 400 một xíu là 450 đến 500 triệu là một chiếc đã có một chiếc Kia hoặc chiếc Hyundai rồi các bạn. Thì trong đó chiếc Fuso này thì tải cũng chỉ được 1.9 tấn thôi các bạn, không có nhiều đâu. Thì các bạn thấy rằng là với như vậy thì các bạn thấy rằng là đối với những chiếc xe hiện đại cỡ nào đi chăng nữa thì cho dù dầu dơ dầu bẩn thì nó cũng không thể nào mà sống sót được, không thể nào mà gọi là chạy bền được các bạn. Và cái vấn đề này thì các bạn cần phải để ý ngay từ đầu, từ lúc mà các bạn mới mua xe về đấy, chứ không phải là các bạn cứ cái tâm lý, cái này mình nói rất là nhiều rồi, không phải cứ tâm lý ở xe mình còn mới kẹt tia nó từ mình mới bảo dưỡng nó, thì những lúc đó đấy là những cái suy nghĩ rất sai lầm. Phải bảo dưỡng nó, phải kỹ nó ngay từ lúc mới lăn bánh ra khỏi cái showroom mua xe các bạn, chứ không phải chờ cho đến lúc mà 70 hoặc là 100.000 cây mới bắt đầu chú ý bảo dưỡng nó, thì lúc đó muộn rồi anh em ạ. Đó là những cái mình muốn nhắc lại anh em. Thứ hai các bạn thấy không? Đó, cho dù không cần biết Hino, Isuzu hay là Fuso Canter hay là những cái dòng cao cấp nữa, thì cho dù như vậy thì cái xe của bạn nó cũng không thể nào bền được đâu. Đó, rất là nhiều anh em nói em chạy xe Hino mà anh thua gì, em chạy xe Isuzu anh thua gì, em chạy xe Fuso Canter, Mitsubishi anh thua gì đó. Tất cả những cái này các bạn thấy không, trên kênh của mình đầy đủ những dòng xe này và đều các bạn thấy không, nhiên liệu nó đều dơ. Các bạn cần phải kỹ, các bạn cần phải
lên kế hoạch bảo dưỡng, và các bạn phải biết hiểu, phải tìm hiểu về nó, tại sao cái xe nó dòng này nó như thế nào, nó chạy như thế nào và nó hay bị cái gì lỗi. Thì trên kênh của mình trình bày quá nhiều rồi, các bạn cứ lên xem đây, trên tất cả gần 700 video, cả một kho dữ liệu, mà không có một cái kênh nào hiện tại ở Việt Nam chúng ta có đầy đủ những cái dòng xe cũng như là những cái chi tiết về từng dòng xe, về tất cả các dòng xe trên thị trường có hiện nay. Mình kiên kênh mình đầy đủ hết các bạn, chỉ có một số dòng xe 3 chân 4 chân mình không có làm thì không có thôi, còn tất cả những cái dòng xe nhỏ trở xuống các bạn thấy có thiếu dòng nào đó. Nên là cả nên qua video, những cái video như vậy, mình muốn các bạn là gì, như cái xe này mình nhắc lại tình huống là gì: thứ nhất là dầu dơ, thứ hai là thay lọc dầu mà lại thay lọc lô, các bạn thấy chưa? Và cái thứ ba nữa đương nhiên là cái ý thức của người chủ xe, họ không có biết được là cái xe này phải bảo dưỡng, không biết được là cái xe này nó như vậy. Chỉ khi nào mà chủ xe bị cái tình huống như vậy. Nhưng mình đảm bảo anh chủ xe này, các bạn biết sao không, chạy lại bị tiếp à, bởi vì mình thấy anh vẫn không có hiểu gì về cái xe này cả, và anh hình như anh cũng không chịu nghiên cứu gì về cái dòng xe này cả. Thì chắc chắn là cái tình huống mà dẫn đến dầu dơ, dầu bẩn rồi hư hỏng kim phun lại tiếp tục lặp lại thôi các bạn, không có gì mà lạ cả. Với thứ hai nữa, để mà mình nói thẳng luôn các bạn, tuy rằng bên mình phục hồi, nhưng mà các bạn biết rồi, phục hồi thì nó chỉ được 80 hoặc 90% so với kim mới thôi. Nếu như các bạn vẫn giữ cái cách thói quen sử dụng xe như vậy thì phục hồi thì nó đã không được 100% như kim mới rồi, mà bây giờ các bạn này không chịu thay đổi cái cách thức sử dụng xe, thì cái thời gian tuổi thọ của cái kim phun mà sau khi bên mình, ngay cả bên mình sửa xong thì cũng chưa chắc là nó đã thọ đâu các bạn, chưa chắc đã sử dụng lâu đâu. Rồi các bạn hãy xem, không biết là cái đợt sau này không biết anh chủ xe anh còn dùng cái xe này nữa hay không nữa. Bởi vì mình thấy cái cách qua cái câu chuyện của anh thì mình thấy rằng anh vẫn không có ý thức được về cái vấn đề cái xe, các cái dòng xe Euro 4 nó phải như vậy, thì dẫn đến là khi mà người chủ xe không có ý thức để chúng ta mà tự tìm hiểu tìm tòi thì chắc chắn rằng cái xe này các bạn không sử dụng được đâu. Đây là một lời khẳng định của mình luôn. Rồi hôm hẹn mình sẽ hẹn cho các bạn hôm sau về một cái người khách hàng của mình ha. Anh đã biết mình đã tư vấn từ những năm 2020 rồi, nhưng mà mới đây mới gọi cho mình thì xe nát rồi các bạn nha. Rồi khi mà mình chia sẻ cho anh một vài cái sai lầm của anh thì anh mới đủ các thứ, nhưng mà thấy có vẻ cái giọng nghe có vẻ là buồn lắm rồi các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ các bạn trong cái video tiếp theo thôi ha. Các bạn hãy theo dõi cái video tiếp theo của kênh ô tô tại Đồng Nai. Tất cả những cái mình muốn làm cho các bạn đều gì, để mình gọi là đánh thức các bạn, gọi là để mình đưa ra những cái bằng chứng, cái dẫn chứng để cho các bạn chúng ta thay đổi, có thể thay đổi được cái ý thức của các bạn thôi, chứ còn nếu mà không đưa ra những cái bằng chứng này thì các bạn vẫn cứ nghĩ đó là cái câu chuyện của một người nào đó ở ngoài kia chứ không phải câu chuyện của các bạn đâu ha. Đó rồi, xin chào, hẹn gặp lại.